Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi tối ngày 22 tháng 3 anh em. Rồi tối nay hiện lên cho anh em tầm khoảng 30 lô anh em, 30 lô máy cắt cỏ ha. Rồi hôm nay thì có lên cho anh em là những cái lô máy ba lô anh em. Ba lô ha. Honda nè, G3K nè. G3K anh em, Mitsubishi 170 ha. Mitsubishi 170. Rồi phía trước này là những cái lô máy nhỏ lẻ anh em, những cái lô máy nhỏ lẻ ha. Anh em nào chốt riêng chốt lẻ thì chọn những cái lô này giùm em ha. Rồi hôm nay thì những cái lô lẻ thì có là G2K, Honda đó anh em, Honda GX25, Mitsubishi 170, TU, TH23. Hôm nay có một con Echo 43 anh em, Shingu 2006 ha, nòng 34 ly, 800 ngàn cây. Rồi, hôm nay có là Echo 230, Gobin anh em, Makita, Magu, Echo 200 anh em, Echo 200 giá rẻ ha. Lô này quá VIP anh em, 500 ngàn cây ha. TG1820, TG2425 anh em, Gilby Zenoth ha. Gobin cổ ngỗng, Shindewa S26, Shindewa 240-250, Magu anh em, Magu ha. Rồi hôm nay em có soạn cho anh em một lô Tanaka, Tanaka vượt sau anh em. Rồi hôm qua thì có con lô Tanaka thật vượt sau ha, thì rất là nhiều anh em chốt. Rồi hôm nay thì có lên cho anh em tiếp con lô vượt sau đó anh em. Cái dòng vượt sau này thì nó xài chế là chế quanh gồ ga ngang le đỏ tự động anh em. À, cần ti láp của nó là 24/7 khía ha. Tay lái là tay lái dài anh em. Tay lái dài hết luôn. Mấy cái dòng này thì nó là rất là liền lạc anh em. Đầu bò 24/7 khía luôn, rất là ok luôn ha. Rồi cái dòng này thì là chế của nó là xài chế ga ngang quanh bờ gồ le đỏ tự động anh em. Lô số 1 500 ngàn một cây anh em, 50 cây là 5 triệu ha, 10 cây 5 triệu. Rồi ở đây thì em sẽ bao cho anh em là hơi lửa ngon lành nha anh em, hơi lửa ngon lành ha. Rồi bao cho anh em là đầy đủ đồ, đầy đủ đồ là đầy đủ đồ, những cái đồ món đồ chính nha anh em, những món đồ chính như là nắp xăng, nắp bue ha, đầu bò chén kẹp thì em bao cho anh em đầy đủ anh em. Nhiều khi là nó có rớt một hai cọng dây ga rồi thì em không có bù anh em, tại vì cái này em không có bao cho anh em 100%, em đúng là em bao cho anh em đủ đồ, nhưng mà đủ đồ là những cái món đồ chính nha anh em. Còn những cái như là lược xăng hay là dây xăng rồi dây ga rồi nó sẽ có rớt chút đỉnh nha anh em, thì cái đó thì anh em mình bù giùm em ha, chứ em không có bao cho anh em mà 100% cho anh em như máy mới được nha anh em. Máy này là máy Nhật bãi. Rồi những cái món mà đồ không phải đồ chính thì anh em mình có thiếu thì anh em bù thêm giùm em ha, như là dây ga, tay ga rồi những cái món này nó có thiếu thì anh em bù thêm giùm em, thì nó cũng có thiếu một chút đỉnh nha anh em, chứ không phải là 100% ha. Rồi lô số 1 là 500 ngàn anh em. Lô số 2 là Gobincock. Gobincock thì là 550 ngàn anh em. Gobincock tay lái của lô này thì là hai tay lái tròn và hai cái tay lái dài ha, 550 ngàn Gobincock anh em. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ ha. Lô số 2 4 cây anh em, 2,2 triệu, 550 ngàn một cây anh em, 550 ngàn cây lô số 2. Rồi lô số 3, lô số 3 là lô này là lô Echo 209 nha anh em. Echo 209. Rồi Echo 209 nha anh em, lô này bao đẹp luôn, 650.000 cây. 6 cây là 3,9 triệu. Tay lái của lô này thì có một cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài anh em, Echo 209. Echo 209 nha. Rồi lô này 650.000 cây, 6 cây là 3,9 triệu nha anh em. Tiếp theo là lô số 4. Lô số 4 là Magu 23cc nòng 32 ly. Rồi Magu 23 anh em, 900 ngàn cây, 4 cây là 3,6 triệu. Magu 23, tay lái của lô này là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì em bao cho anh em đầy đủ anh em. Lô số 4, 4 cây 3,6 triệu, 900 ngàn cây. Lô số 5 là lô này là lô Austin anh em. Austin này là Austin 22 và 24, 600 ngàn một cây, 4 cây là 2,4 triệu. Tay lái của lô này thì 3 cái tay lái dài và 1 cái tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp dao thì bao đầy đủ hết nha anh em, đầy đủ luôn ha. Lô số 5, 4 cây là 2,4 triệu, 600 ngàn một cây. Rồi ớt tiền nha anh em, 600 ngàn một cây ha, ớt tiền. Magu 23cc 900 ngàn một cây. Echo 209 nha anh em, lô này 650 ngàn. Gobincock 550 ngàn. Tanaka vượt sau anh em, 500 ngàn ha, Tanaka vượt sau. Rồi nắp xăng, nắp bue thì bao cho anh em đầy đủ anh em, đầu bò chén kẹp bao đầy đủ luôn ha. Rồi tiếp theo là lô số 6. Lô số 6, lô này là lô Gobin Makita cổ ngỗng. Gobin Makita cổ ngỗng anh em, lô này thì nòng 34 ly hết ha, 800 ngàn một cây anh em. Nắp xăng, nắp e và đầy đủ, hơi lửa ngon lành. Tay lái của lô này có một tay lái tròn, còn lại là tay lái dài.
đậu bò trứng kẹp thì đầy đủ luôn anh em, đầy đủ luôn ha. Makita cổ ngỗng lô số 6. Rồi lô số 7 là lô này là lô Shindewa ớt 3 ớt 26 anh em, ớt 26 ha. Lô này 1,3 triệu một cây anh em. Ớt 26 nồng 34 ly, 1,3 triệu một cây. Tay lái của nó thì có hai tay lái dài và một tay lái tròn ha. Đầu bò trứng kẹp dao đầy đủ anh em. Lô này 1,3 triệu một cây, 3 cây là 3,9 triệu, lô số 7. Lô số 8 là lô Shindewa sót 2,400. Shindewa sót 240 anh em, 240 và 250 ha. Lô này 1,000,000 một cây anh em, 3 cây là 3,000,000. Tay lái của lô này thì hai tròn và một dài. Đầu bò trứng kẹp thì đầy đủ anh em. Có cái ống cần nó bị cong thì em sẽ đổi cho anh em ống cần khác ha. Rồi lô số 8, 3 cây là 3,000,000. 240, 250. Rồi lô số 8 anh em, 3 cây 3,000,000. Lô số 9 là lô này là lô Magu 26cc, nồng 34 ly anh em, 1,1 triệu một cây ha, 1,1 triệu một cây. Tay lái của lô này là hai dài và một tròn. Đầu bò trứng kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 9 nha anh em, 3 cây 3,3 triệu, 1,1 triệu một cây. Rồi Magu anh em, Magu 26cc nồng 34 ly ha, 3 cây là 3,3 triệu, 1,1 triệu một cây. Đầu bò trứng kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em, đầy đủ hết ha. Rồi Magu anh em, Magu 26cc nồng 34 ly, 1,1 triệu một cây. Shindewa 240 250, 1,000,000 một cây anh em, 3 cây 3,000,000. Shindewa S 26 ha, 1,3 triệu một cây anh em, 3 cây là 3,9 triệu. Robin cổ ngỗng 800,000 một cây, 5 cây là 4,000,000. Rồi lô số 10. Rồi lô này lô số 10 anh em. Lô số 10 là lô này là lô Shindewa sót 270 anh em, 2 cây là 2,7 triệu ha, 1,3 triệu một cây. Shindewa sót 270. Rồi cái áo này bể thì em sẽ đổi cho anh em áo khác ha. Rồi Shindewa sót 270. Tay lái của nó là một tròn một dài. Đầu bò trứng kẹp thì đầy đủ luôn anh em, đầy đủ ha. Lô số 10, 2 cây là 2,7 triệu, 1,350 triệu một cây ha. Lô số 11 là lô này là lô Magu 20 anh em. Magu 20 đầu vuông. Rồi lô này thì Magu 20 đầu vuông anh em. Lô này thì hai con tôm liền và hai con tôm gời ha. Tay lái là ba tay lái dài, một cái tay lái tròn. Đầu bò trứng kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Lô số 11, 4 cây 3,000,000, 750,000 cây. Magu 20 anh em. Lô số 12 là lô này là lô Echo ha. Echo này là Echo 20-21 anh em. Echo 20-21 ha, lô này giá rẻ anh em, 500,000 một cây ha. 500,000 cây. Lô này bao đẹp luôn anh em, lô số 12 nè. Echo 200. Đầu bò trứng kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Tay lái của nó là đặc biệt là tay lái tròn hết ha, tay lái tròn hết luôn. Có ra bóp ở trên ống cần luôn anh em. Rồi, lô này giá rẻ 500,000 cây anh em, bao đẹp luôn. 500,000 cây. Rồi, lô này 500,000 cây, 6 cây 3,000,000. Lô số 12. Rồi, lô số 13 anh em. Lô số 13 là Kawasaki. Kawasaki anh em, TG 20 ha, TG 20. Rồi lô này hai con tôm liền, hả? Hai con tôm gời, một con tôm liền. Tay lái của lô này thì tay lái dài luôn anh em, tặng cho anh em tay lái dài luôn nè. Đầu bò trứng kẹp dao thì đầy đủ luôn anh em. Lô này 500,000 một cây, 3 cây là 1,5 triệu. 3 cây 1,5 triệu anh em. Lô số 14 là lô TG, Kawasaki TG anh em, 25 nè, TG 24 nè, TG 24 nữa nè. Rồi lô này 3 cây anh em. 3 cây là 2,4 triệu, 800,000 cây. TG 24-25. Tay lái của lô này là tay lái dài hết nha anh em. Đầu bò trứng kẹp dao thì đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 14 anh em, 3 cây là 2,4 triệu, 800,000 cây. Kawasaki TG 24-25, lô số 14. Lô này quá đẹp luôn anh em, quá đẹp luôn, liền lạc luôn. Rồi lô số 16. Ủa lô số 15. Lô số 15 anh em. Lô số 15 là lô này là lô Gilby Zenoth. Lô này là 26 anh em, 26cc, 850,000 cây. 3 cây là 2,5 triệu ha, lô số 15. Tay lái là hai dài ở hai tròn một dài anh em, có ống cần bi cong thì em sẽ đổi cho anh em ống cần khác. Đầu bò trứng kẹp đầy đủ luôn. Rồi lô số 15, 3 cây là 2,5 triệu anh em, 850,000 cây. Lô số 15. Rồi lô số 16 là lô này là lô Echo nè. Echo 230 ha.
Echo 230. Rồi lô này 800 ngàn cây anh em, 800 ngàn cây ha. Echo 230. Lô này ta lái của nó là hai dài và hai tròn, đầu bò trứng kẹp đầy đủ anh em. Rồi Echo 230 800 ngàn cây. Rồi lô số 17 là lô Gobin anh em. Gobin này là 3 cây. 3 cây 1.8 anh em, 600 ngàn cây ha, Gobin. Ta lái của nó là hai tròn và hai dài, một dài. Lô số 17, 3 cây 1.8, 600 ngàn cây. Rồi lô số 18 anh em, lô số 18 là Sindewa ha. Một con 230 và một con 250 anh em. Rồi hai cây 2 triệu ha, 1 triệu 1 cây, 2 cây 2 triệu. Ta lái dài luôn, đầu bò trứng kẹp đầy đủ anh em. Lô số 19 là lô Makita 26cc nồng 34 ly. Rồi lô này thì lô số 19 nồng 34 ly anh em. 850 ngàn cây ha, 3 cây là 2 triệu rưỡi 50. Đầu bò trứng kẹp dao đầy đủ luôn anh em. Rồi Makita 26 nồng 34 ly. Rồi 3 cây 2 triệu rưỡi 50, 850 ngàn cây. Sindewa 230 250 anh em. Lô này 2 cây 2 triệu. Gobin, Gobin vàng. Lô này 600 ngàn cây anh em. Tay lái là 2 tròn, 1 dài. Echo 25, Echo 230, 800 ngàn cây. Rồi tiếp theo là lô số 20 anh em. Lô số 20 là con Honda ha. Con Honda là con Honda GX 25 anh em. Lô số 20, con này máy ba lô. Con này bao đẹp anh em, mắc in da băng ha. Rồi con này lô số 20 anh em, 1 triệu 9. Tâm là tâm gời anh em, tâm gời luôn ha. Rồi cần lắp dây đầy đủ luôn. Rồi lô số 20 anh em, 1 cây 1 triệu 9. Lô số 21 là hai con G3K anh em. G3K ba lô ha. Quá đẹp anh em. G3K ba lô. Rồi lô này là tâm lớn vô cùng lớn luôn. Rồi. Lô này 2 cây 3 triệu 2 anh em, 1 triệu 6 1 cây ha, 1 triệu 6 1 cây. Lô số 21 2 cây 3 triệu 2 anh em, 1 triệu 6 1 cây anh em. G3K. Lô này quá đẹp luôn. Bao đẹp anh em. Tâm lớn vô cùng lớn luôn, bao đẹp. G3K 1 triệu 6 1 cây. Rồi lô số 22. Lô số 22 là lô này là lô Mitsubishi 170 anh em, 900 ngàn ha, số 22 900 ngàn. Cần lắp dây đầy đủ hết nha anh em. Rồi lô số 23 con này là con Shingu. Lô số 23 anh em, con này là con Shingu 26cc đồng 34 ly anh em. Ta lái là ta lái dài luôn, đầu bò trứng kẹp đầy đủ. Rồi con này 800 ngàn anh em, 800 ngàn ha. Shingu 26. Lô số 24, lô này là lô Echo anh em, 24 là con Echo ha, Echo bình sân giới. Con này là Echo 345 anh em, 345 ha. Con số 24 1 triệu 7, tay lái dài luôn, đầu bò trứng kẹp đầy đủ luôn anh em, đầy đủ luôn ha. Rồi con số 24 anh em, 1 triệu 7. Lô số 25 là hai con Kawasaki TH 23. Rồi hai con này là tum gầy anh em. Rồi 1 triệu 2 cây, 2 cây là 2 triệu 4. Thiếu mão anh em, thiếu mão thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ luôn ha, tum gầy luôn. Tay lái thì là tay lái dài, đầu bò trứng kẹp dao đầy đủ luôn ha. Lô số 25 anh em, 2 cây 2 triệu 4, 1 triệu 2 cây. Lô số 26 là con hai con TU. TU 26cc anh em, 1 triệu 4 50 ha, 2 cây là 2 triệu 9. Tay lái là một dài một tròn, đầu bò trứng kẹp đầy đủ luôn ha. Tâm là tâm gời luôn anh em, hai con TU. 2 cây là 2 triệu 9 anh em, 1 triệu 4 50 ha. Rồi số 20 26 rồi tới 28 ta. Ở tới 27 nè. 27 là con Mitsubishi 170 nè, Mitsubishi 170 ha. Con này 1 triệu 3, tay lái dài luôn, đầu bò trứng kẹp đầy đủ luôn ha. Tâm lớn vô cùng lớn luôn nha anh em. Đây là Mitsubishi 170, 1 triệu 3. Rồi số 28 là con Honda. Honda GX 25 nha anh em. Honda GX 25 ha, tâm là tâm gời luôn. Rồi số 28 này 1 triệu 9 luôn ha, tay lái dài. Đầu bò trứng kẹp đầy đủ luôn. Rồi số 29 là con G2K. G2K này là nồng 34 ly nha anh em, dòng máy cơm Mitsu ha. Tâm gời siêu đẹp. Rồi tay lái dài luôn. 29 này là 1 triệu 2. Đầu bò trứng kẹp dao đầy đủ luôn anh em. Rồi G2K 1 triệu 2. Rồi anh em nào chốt riêng chốt lẻ thì chọn những cái lô lẻ này giùm em ha. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.